Tại Việt Nam, khoa học công nghệ đang có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống. Thực tế cho thấy nhiều nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào cuộc sống đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên thì bên cạnh đó vẫn còn nhiều nghiên cứu không thể ứng dụng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố quy định về chỉ số năng lực đổi mới sáng tạo của địa phương PII. Trong đó Hà Nội là địa phương đứng đầu về chỉ số này, thể hiện qua quy mô, tiềm lực, thu hút đầu tư và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội. Để đạt được kết quả này, một trong những giải pháp được thành phố đưa vào áp dụng chính là nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Năm 2021 đến nay thì chúng tôi đang triển khai khoảng độ gần 300 cái nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc 9 chương trình đấy và một chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Thì đã nghiệm thu được khoảng 100 nhiệm vụ. Và năm nay thì chúng tôi tiếp tục tuyển chọn thêm 70 nhiệm vụ khoa học công nghệ mới. Và các nhiệm vụ này thì sau khi được hoàn thành thì đều được ứng dụng ở các cái mức độ khác nhau. Để có được những kết quả trên, Hà Nội đã ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và thực hiện tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Cơ chế tuyển chọn theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, công khai, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch hàng năm được đổi mới, cải tiến quy mô, hồ sơ quản lý đề tài, dự án, bảo đảm chất lượng, rút ngắn thời gian, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cái đổi mới đầu tiên là chúng tôi thấy rằng là sở cũng đã có những cái tiếp cận với các cái đơn vị để nhận biết được những vấn đề của họ trong quá trình đào tạo. Đấy là một cái để trên cơ sở đó có những cái đặt hàng cho nó đúng với những vấn đề của thực tiễn, để giải quyết được những vấn đề thực tiễn và đi vào đưa cái kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Thực tế cho thấy, thời gian vừa qua hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống tại các địa phương trên cả nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Điều đó cho thấy sự thay đổi đáng kể về chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu. Đây là cầu nối để góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm vào đời sống, tăng tỷ lệ ứng dụng khoa học và công nghệ tại các địa phương trong cả nước.